Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai kinh kệ Phật pháp đồng sâu đắc nhiệm màu. Trong ngày một kiếp có tiền cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nguyện nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 3, phẩm 2. Sự tập hợp tất cả các pháp phần 3. Mấy giờ Bồ Tát Đại Tuệ là bạch mà Thế Tôn, Sư Thế Tôn dạy cho con về pháp môn được gọi là tướng tâm phân biệt ngôn từ. Nhờ đó con vì các Bồ Tát biết rõ pháp môn này nên tông đạt được hai nghĩa năng thuyết và sở thuyết, chống đạt tuệ giác vô thượng, làm cho tất cả chúng sinh đối với hai nghĩa này được thanh tịnh. Đức Phật nói là đại tuệ có bốn loại phân biệt và ngôn từ, đó là một tướng ngôn thuyết, nghĩa là tự chấp trước vào tướng sắc của sắc mà sinh ra phân biệt. Hai, mộng ngôn thuyết, nghĩa là khi thức giấc nhớ lại những cảnh đã trải qua trong mộng, vì vào cảnh giới không tập ấy mà sinh ra. 3. Kế trước quá ác ngôn thuyết, nghĩa là từ những ngôn từ sinh khởi do hồi tưởng những hành vi oán thù mà trước đây người ta đã tạo. 4. Vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết, nghĩa là sinh ra từ vọng chấp tập khí từ vô thủy. Đây là bốn loại phân biệt về ngôn từ. Bồ Tát Đại Tài Thưa Bạch Thế Tôn, Sư Thế Tôn giảng thêm cho con về tướng hành động của phân biệt ngôn từ, nguyên nhân xảy ra từ đâu, vì sao mà khởi. Đức Phật nói, này đại tuệ, sự phân biệt ngôn từ xảy ra do sự kết hợp của đầu, ngực, mũi, yết hầu, lợi, môi, lưỡi và răng. Bồ Tát Đại Tuệ thưa Bạch Thế Tôn, các ngôn ngữ phân biệt là khác hay là không khác? Đức Phật nói, này đại tuệ, chúng không khác cũng không không khác. Vì sao? Vì các ngôn từ sinh khởi do sự phân biệt làm nguyên nhân. Nếu ngôn ngữ mà khác với phân biệt thì không lấy sự phân biệt làm nguyên nhân. Còn nếu chúng không khác với phân biệt thì ngôn ngữ đó không thể hiện ý nghĩa mà nó tạo. Vì thế sự phân biệt ngôn từ không khác nhau cũng không phải là không khác nhau. Bồ Tát Đại Tuệ thưa Bạch Thế Tôn, ngôn ngữ có phải là nghĩa đệ nhất không? Hay là điều được diễn đạt trong ngôn ngữ là nghĩa đệ nhất? Đức Phật bảo Đại Tuệ, các ngôn ngữ không phải là nghĩa đệ nhất, cũng như điều được diễn đạt trong ngôn ngữ là đệ nhất. Vì sao? Vì nghĩa đệ nhất là trạng thái an lạc cao vời của Bậc Thánh, dùng ngôn từ mà biết nhưng nó không phải là lời nói. Nghĩa đệ nhất là cảnh giới tự chứng nội tại của thánh trí, chứ không phải cảnh do trí phân biệt bằng ngôn ngữ. Do đó sự phân biệt ngôn ngữ không thể hiển thị được. Này đệ tử, ngôn ngữ phải bị sinh và diệt, chúng không ổn định mà hỗ tương duyên nhau. Và do nhân duyên sinh ra, những gì hỗ tương duyên sinh đối với nghĩa đệ nhất không thể hiển thị được. Nghĩa đệ nhất không có tướng tự và tha, ngôn ngữ hữu tướng không thể diễn tả được thực tánh nghĩa đệ nhất ấy. Nghĩa đệ nhất chính là tự tâm mà tất cả những tướng bên ngoài đều không có, và sự phân biệt về ngôn từ không thể diễn tả được. Thế nên các vị hãy tránh xa mọi sự phân biệt về ngôn từ. Đức Thế Tôn nói kể các pháp không tự tánh cũng không có ngôn từ, vì không hiểu nghĩa không, cả ngu phải luân hồi. Tất cả pháp không tánh lìa phân biệt ngôn ngữ, các cõi như giấc mộng, chẳng sinh tử niết bàn, như vua hay trưởng giả, vì muốn các con vui, trước đưa ra vật giả, sau cho chúng vật thật. Nay ta cũng như vậy, trước nói pháp tương tự, sau mới giảng pháp thật, pháp thật tế tự chứng. Bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ bạch, Bạch Thế Tôn, Sư Thế Tôn chỉ dạy cho con biết cách rời khỏi một và khác, câu hữu không câu hữu, hữu và vô, không phải hữu vô thường vô thường, là điều mà tất cả ngoại đạo không thể thực hành. Đó là cảnh giới thực hành của thánh trí tự chứng, xa lìa vọng chấp về tướng, cộng tướng và biệt tướng, nhập vào cảnh giới chân thật đệ nhất, lần lượt thanh tịnh các vị nhập vào quả vị Như Lai do năng lực bản nguyện mà vô công dụng. Như viên ngọc như ý chiếu khắp tất cả vô biên cảnh giới, tất cả các pháp đều là sự thấy sai biệt từ chính cái tâm. Nhờ vậy mà con cùng các Bồ Tát khác đối với các pháp như vậy không bị vọng kiến sai lầm về tướng chung và tướng riêng, chống đạt tuệ giác vô thượng, làm cho khắp các chúng sinh
để đủ tất cả công đức một cách trọn vẹn. Đức Phật bảo: hay thay này Đại Tuệ, ông vừa lòng từ thương tượng thế gian, vì sự ích của nhiều người, vì sự an lạc khắp quần sinh, mới hỏi ta về ý nghĩa này. Này Đại Tuệ, kẻ phàm phu không có trí nên không biết chính tự tâm, mà chấp vào tập khí làm nhân, chấp các đối tượng bên ngoài, chấp đồng và dị, câu hữu và không câu hữu, hữu và vô, thường và vô vường, vô thường, tất cả các tự tánh. Này Đại Tuệ, với như bầy thú bị cơn khát bức bách, nhìn sóng nắng mà chúng tưởng là nước, bị mê hoặc chúng phóng chạy đến và không biết rằng thật không phải nước. Phàm phu ngu muội cũng như vậy, bị khuôn tập bởi những hí luận và phân biệt xa lầm từ vô thủy, bị ba độc đốt tâm vì đam mê cảnh giới sắc tướng, vì chấp pháp trong ngoài mà thấy sinh trụ diệt, nên họ bị rơi vào con đường chấp đồng và dị. Này Đại Tuệ, như thành Cải Đắc Bà, chẳng phải là thành, cũng chẳng phải chẳng là thành Cải Đắc Bà. Từ vô thủy đến nay, người thiếu trí tuệ chấp chặt đó là cái thành, vì huân tập các thói quen sai lầm nên nghĩ đó là cái thành. Các nhà ngoại đạo cũng vậy, vì chấp vào tập khí huân tập vì những sai lầm từ vô thủy đến nay, cho nên họ không thông suốt vào những gì được hiện ra từ tâm, chấp đồng vậy dị và các loại ngôn từ. Này Đại Tuệ, với như có người nằm mộng thấy một trú xứ đầy cả đàn ông đàn bà, voi ngựa xe, người đi bộ, đàn mạc phố xá, vườn rừng và những loại đồ trang trí. Lúc tỉnh giấc ghé phần nhớ mãi tất cả những sự việc không thật kia. Này Đại Tuệ, ý thầy thế nào người nằm mộng kia có trí tuệ hay chăng? Tôi không, bạch Đức Thế Tôn. Này Đại Tuệ, ngoài đạo cũng vậy, họ bèn những kiến giải sai lầm ăn sâu vào và không nhận ra rằng các pháp chính tại nơi tâm, nên họ bị chấp chặt bởi các ý niệm về đồng và dị, và hữu và vô. Này Đại Tuệ, bây giờ khung tượng của người họa sĩ không lồi lõm, nhưng người ngu lầm thấy cho rằng có chỗ lồi lõm. Trong tương lai, hàng ngoại đạo cũng vậy, và những nhận thức sai lầm khung tập bởi vọng tâm tăng trưởng, chứ phải ý niệm đồng và dị, họ tự đưa mình và người khác đến chỗ hủy hoại, xa rời luận tiếp đối với luận về vô sinh, về hữu vô. Lại bảo đó là không. Họ hủy bán nhân quả, bưng gốc thiện căn, biết những người này phân biệt hữu và vô, khởi ra kiến chấp tự và tha, cuối cùng sẽ rơi vào địa ngục. Muốn cầu pháp thù thắng, các thầy hãy chóng vượt khỏi ý niệm này. Này Đại Tuệ, với những người mắt lòa thấy hoa đốm mà kêu lên với nhau rằng đây là việc thật hiếm có, nhưng hoa đốm này vốn chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải thấy hay không thấy. Vốn thế hàng ngoại đạo có tâm mê muội và sự phân biệt chấp chặt nơi kiến giải sai lầm, những ý niệm và đồng và dị, câu hữu hay không câu hữu, đó là hủy bán chánh pháp, tự hủy diệt mình và người khác. Này Đại Tuệ, biết như vòng lửa không phải là thật, người ngu chấp hoa chấp trước cho là như vậy, còn người trí thì không. Ngoại đạo cũng vậy, những người có kiến giải sai lầm tham thích chấp trước vào đồng và dị, câu hữu và không câu hữu, trong sự sinh khởi của tất cả các pháp. Này Đại Tuệ, biết như bọt nước trông thấy trông giống như hạt ngọc pha lê, người ngu tưởng là thật nên vội vã nhặt lấy, nhưng chúng chỉ là những bọt nước, không phải là ngọc, cũng chẳng phải là không phải ngọc, để nắm giữ hay không nắm giữ. Ngoại đạo cũng vậy, do tập khí của những kiến giải phân biệt vân tập gọi là phi hữu, và các pháp bị hoại diệt bởi kiến hữu. Này Đại Tuệ, lập tam lượng rồi đạt được bằng sự chứng nghiệm của tánh trí và xa lìa, hay pháp từ tánh phát sinh phân biệt hữu tánh. Này Đại Tuệ, những người tu hành chuyển tâm ý thức lìa sự phân biệt về chấp, về sở chấp và năng chấp, trụ Như Lai địa, trụ chứng thánh pháp, ở đó không có ý tưởng về hữu và vô. Này Đại Tuệ, nếu có sự chấp về hữu và vô trong cảnh giới mà các vị tu hành đạt được, thì sẽ có trong sự trong họ sự chấp về ngã nhân, chúng sinh và thọ. Này Đại Tuệ, tướng chung và tướng riêng của tất cả các pháp
là giáo lý của Đức Phật hóa thân chứ chẳng phải là giáo lý của Đức Phật pháp thân. Này đại tuệ, giáo pháp của Phật hóa thân nhằm cho kẻ ngu phù hợp với tâm thức của họ không thể hiện lộ được chân lý từ chấn thánh trí và cảnh giới an lạc của tam muội. Này đại tuệ, bây giờ bóng cây phản chiếu trong nước, nó phản ảnh lại là phi phản ảnh, chẳng phải hình tướng của cây, chẳng phải không hình tướng của cây. Ngoài đạo cũng vậy, họ bị tập khí của những kiến giải quân tập nên không rõ tự tâm đối với sự giống và khác, nên họ sinh ra sự phân biệt. Là đại tuệ, ví như tấm gương sáng không có phân biệt, tùy theo các điều kiện mà hiện ra những màu sắc hình ảnh, chứ không phải là hình ảnh, cũng chẳng phải là không hình ảnh, mà chúng được nhìn thấy hình ảnh hay không phải hình ảnh. Người ngu do phân biệt mà có ý tưởng về hình ảnh. Ngoài đạo cũng vậy, những hình ảnh phản chiếu từ tâm và chắc chắn là có giống và khác, câu hữu và không câu hữu. Hôm nay đại tuệ, ví như tiếng vang trong hang sâu, nương vào gió, nước, con người, hòa hợp mà phát sinh, nó không hiện hữu, cũng chẳng phải không hiện hữu, nó được nghe ra là một âm thanh âm, hay chẳng phải là một thanh âm. Ngoài đạo cũng vậy, phân biệt của tự tâm và sức phân tập nên khởi ra sự giống và khác, câu hữu và không câu hữu. Này đại tuệ, với như trên mặt đất nơi không có cỏ cây, ánh mặt trời chiếu xuống sẽ ra sóng nắng, chúng không hiện hữu cũng chẳng không phải không hiện hữu, do ý tưởng điên đảo. Ý tưởng có hay không về chúng, cái phần phu ngu si cũng vậy, bị huân tập những tập khí và lý luận hư vọng từ vô thủy. Ngay cả trong pháp môn từ chứng thánh trí, các thức phân biệt về sinh trụ diệt và tánh giống và khác, có hữu và không có hữu, hữu và vô. Này đại tuệ, ví như quỷ tỳ xá xà pi sa cha của dùng thần chú làm cho người gỗ hay tử thi trở thành sống động, vận chuyển không ngừng, dù nó không có năng lực riêng, người vô trí cho đó là thật. Cái phần phu ngu si cũng vậy, chạy theo ngoại đạo sinh ra những kiến giải sai lầm, chấp chặt vào những ý niệm giống và khác, nhưng những điều họ nói đều là hư vọng. Thế nên này đại tuệ, đối với sự đắc pháp ở trong xa lìa sinh trụ diệt giống và khác, hữu và vô, câu hữu không câu hữu, Đức Thế Tôn nói kệ: các thức uẩn có năm như bóng cây trong nước, xem chúng như huyễn mộng chứ phân biệt sai lầm, bao cỏ như sóng nắng, như hoa đốm huyễn mộng, ai quán sát như thế vô cánh đạt giải thoát. Như sóng nắng mùa nóng chuyển động mê hoặc tâm, thú khác tưởng là nước, thật sự nước không có. Chúng tư thức như vậy chuyển động cảnh giới hiện, như cái nhìn mắt lòa, người ngu sinh chấp trước. Trong sinh tử vô thủy, mê muội trong chấp giữ, kiến xa lìa xả bỏ, dùng gai mà nhổ gai. Chú thuật người khổ đi, ánh chớp mây giấc mộng, luôn nhìn đời như thế. Chấm dứt ba tương tục, nơi đây không sở hữu, sống như sóng nắng giữa trời. Hiểu các pháp như vậy không có gì để biết, các uẩn như hoa đốm, trong đó vọng phân biệt, chỉ giải thuyết giả danh, tìm tưởng làm sao được. Giữa bức họa hoa đốm, giấc mộng thành càn thác, vòng lửa do lửa quay, thật không mà thấy có. Như vậy thường vô thường, giống các hợp không hợp, ràng buộc từ vô thủy, kẻ ngu lòng phân biệt, gượng thấy nước mắt sáng, ngọc báu mani đẹp, ảnh tượng hiện trong đó, nhưng thật như ngọc không có thật. Tàn thức cũng như vậy, hiện khắp các sắc tướng, như mộng lửa không trung, như con của thạch nữ. Này đại tuệ, giáo pháp của chư Phật thoát khỏi tướng cũ, nghĩa là không có sự giống và khác, câu hữu hay không câu hữu, hữu và vô, kiến lập và phỉ báng. Này đại tuệ, giáo pháp của chư Phật đặt bốn thánh đế, duyên khởi diệt đạo, giải thoát làm hàng đầu. Giáo pháp của chư Phật không bị ràng buộc với thắng tánh, tự tại, tốt nghiệp, tự nhiên, thời gian, vi trần. Này đại tuệ, giáo pháp của các đức Như Lai gột sạch hai loại chướng duyên làm mê hoặc trí và nối tiếp nhau trụ vào 108 câu trong pháp vô tướng, khi phân biệt các thừa và các cảnh giới của Bồ Tát Địa, giống như người lãnh đạo đoàn người đi buôn, khi biết dẫn đường.
Này đại tuệ có bốn loại thiền, những gì là bốn? Đó là một, thiền định do người ngu thực hành. Hai, thiền định để quán sát thật nghĩa. Ba, thiền duyên vào chân như. Bốn, thiền định của chư Như Lai. Này đại tuệ, thiền định do người ngu thực hành là gì? Đó là thiền định mà các hành giả thực hiện theo cách tu của hàng thanh văn duyên giác. Họ biết rằng nhân vô ngã, thế tự thân và thân người khác là một bộ xương nó cách nhau. Đây, cảm bất tịnh, vô thường và đau khổ, và cứ chấp chặt vào các ý niệm ấy không xả, dần dần thân tiến lên cho đến khi đạt được diệt tưởng định. Đây gọi là thiền định cho người ngu thực hành. Thiền định để quan sát thật nghĩa là gì? Đó là thiền định do người đã biết nhân vô ngã, khởi tánh cộng tướng và biệt tướng, cũng liền hẳn hành động tự tay cùng làm của ngoại đạo, và quan sát theo ý nghĩa sự vô ngã của các pháp và cảnh giới của Bồ Tát Địa. Đây gọi là thiền định để quan sát thật nghĩa. Thiền chuyên vào chân như là gì? Đó là sự phân biệt về hai hình thức của vô ngã, chỉ là khái niệm hư vọng. Để biết chân thật thì nơi ấy không có sự sinh khởi. Đây gọi là thiền chuyên vào chân như. Thiền định của chư Như Lai là gì? Đó là nhập vào cảnh giới Như Lai Địa và trụ trong ba thứ an lạc, thánh trí, tự chứng. Vì tất cả chúng sinh mà được mà thực hành những việc bất khả tư nghi, đây gọi là thiền định của chư Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ: thiền cảnh ngu thực hành, thiền quán sát thật nghĩa, thiền chuyên vào chân như, thiền thanh tịnh Như Lai. Hành giả khi hành thiền nhìn thấy, thấy hình trăng mặt trời, hoa sen đỏ thâm sâu, hay hình hư không lửa, tất cả tướng như vậy dẫn vào pháp ngoại đạo. Rời bỏ các pháp này, trụ nơi vô sở duyên, đó là điều phù hợp với chân thật như như. Các cõi nước mười phương có vô lượng đức Phật, tay chói người ánh sáng, soi lãnh người hiền thiện. Bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ Bạch và Thế Tôn, chư Phật Như Lai đã dạy về Niết Bàn. Vậy Niết Bàn nghĩa là gì? Đức Phật bảo Đại Tuệ: tập tánh và tập khí của tất cả các thức gồm tàn thức, ý và ý thức. Những tập khí của các kiến đó đã chuyển ý rồi. Ta và các Đức Phật tuyên bố rằng Niết Bàn tức là cảnh giới không tánh của các pháp. Và này Đại Tuệ, Niết Bàn là cảnh giới của sự tượng chứng bằng thánh trí, thoát khỏi sự phân biệt về đoạn diệt và thường hành, cho đến hữu và vô. Vì sao nó không phải là thường hành? Nghĩa là nó không còn những sự phân biệt về tướng chung và tướng riêng. Vì sao nó không phải là đoạn diệt? Vì tất cả thánh giả trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã thực hành và đạt chứng ngộ bằng trí. Này đại tuệ, đại bác Niết Bàn không phải là hủy diệt, không phải là sự chết. Nếu đại bác Niết Bàn là sự chết thì sẽ có sự sinh tiếp nối, nếu là hủy diệt thì nó là hữu vi. Thế nên Niết Bàn không hủy diệt và không chết. Đây là chỗ hướng đến của các bậc tu hành. Này đại tuệ, không xả bỏ cũng không đạt được, không đoạn diệt cũng không thường hành, không đồng không dị, như thế gọi là Niết Bàn. Này đại tuệ, hạ thanh văn duy giác hiểu rằng Niết Bàn gồm trong tướng chung và tướng riêng, tách rời nó ồn náo, không sinh điên đảo, không khởi phân biệt. Đó là ý niệm của họ về Niết Bàn. Này đại tuệ, có hai loại tướng về tự tánh, hai loại ấy là gì? Đó là chấp chặt vào các ngôn từ cho rằng có tướng tự tánh, và chấp vào các pháp cho rằng có tướng tự tánh. Chấp vào ngôn từ cho rằng có tướng tự tánh khởi ra do những lý luận sai lầm tại vô thủy, chấp vào tập khí và ngôn từ. Chấp vào các pháp cho rằng có tướng tự tánh khởi ra do không biết những hiện tượng xảy ra chính là chính tự nơi tâm. Này đại tuệ, chư Phật có hai loại gia trì trong Bồ Tát, làm cho họ đảnh lễ dưới chân Phật và tự hỏi các nghĩa. Hai năng lực gia trì ấy là gì? Đó là làm cho các Bồ Tát nhập vào tam muội, và nhờ đó mà chư Phật hiện thân ra trước các Bồ Tát, đưa tay làm lễ quán đảnh cho họ. Này đại tuệ, nhờ được năng lực gia trì của các Đức Phật mà đặt các đại Bồ Tát đang ở sơ địa,
sẽ nhập vào định ánh sáng đại thừa thuộc về Bồ Tát. Đã vào định rồi, họ sẽ thấy thân chư Phật ở mười phương hiện khắp trước mặt, truyền cho họ sự giá trị bằng thân và ngôn từ như Bồ Tát Kim Cang Tạng và các Bồ Tát khác, là những vị đã thành tựu công đức tương tự nhau. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát này nhìn năng lực Phật gia trì nhập vào tam muội rồi, ở trong trăm ngàn kiếp tích tập các thiện căn, là lực lên các địa hoàn toàn thần thục với những gì đang làm và sẽ làm, cuối cùng họ đạt đến pháp vân địa, được ngồi trên tòa báo ở cung điện Đại Liên Hoa Phi Diệu, xung quanh có các Bồ Tát cùng địa vị với họ, đầu đội mũ báu, thân như vàng rồng, tỏa chiếu sáng ngời như trăng tròn, có màu như hoa chiếm bạc. Chư Phật khắp mười phương đưa những bàn tay như hoa sen làm phát quán đảnh cho các Bồ Tát ấy đang ngồi trên tòa, giống như thái tử con của vua chuyển luân chương nhận phát quán đảnh rồi nên rất tự tại. Cái Bồ Tát này cũng như vậy, đây là hai loại năng lực gia trì. Các đại Bồ Tát này do được gia trì bằng hai loại trợ lực này nên tự thân được gặp tất cả chư Phật, không có cách nào ngoài cách trên. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát nhập vào tam muội hiện thần thông thuyết pháp, tất cả đều do hai năng lực gia trì của các đức Phật. Này đại tuệ, nếu những Bồ Tát nào tách rời sự gia trì của chư Phật mà thuyết pháp thì các phàm phu cũng có thể thuyết pháp được. Này đại tuệ, nơi nào có các đức Như Lai mà năng lực đến thì nơi ấy sẽ có nhạc trỗi lên từ nơi núi rừng cỏ cây thành quách cung điện, do năng lực gia trì của Phật. Các Phật vô tình còn diễn pháp âm, huống chi loài hữu tình, những kẻ mù loài câm điếc thoát khổ được giải thoát. Này đại tuệ, năng lực gia trì của Như Lai có những tác dụng rộng lớn như vậy. Bồ Tát đại tuệ lại bạch: tại sao Đức Như Lai dùng năng lực gia trì ấy làm cho các Bồ Tát nhập vào tam muội, và khi các vị ấy đã được thọ quán đảnh trong cảnh giới thù thắng thì Đức Như Lai lại ban cho họ năng lực gia trì? Đức Phật bảo: là đại tuệ, vì muốn làm cho những vị ấy tránh khỏi nghiệp xấu, những phiền não, và làm cho họ xa rời địa vị thanh văn, chóng nhập Như Lai địa, làm cho họ được tăng trưởng pháp bội các pháp mà họ đã đạt được, thế nên chư Phật đã dùng năng lực gia trì cho các Bồ Tát. Này đại tuệ, nếu các Bồ Tát không được gia trì như vậy thì họ sẽ rơi vào cảnh giới xấu của ngoại đạo cho đến thanh văn, và sẽ không đạt được tuệ giác vô thượng. Vì lý do đó mà các đức Như Lai dùng năng lực gia trì để hộ vệ các Bồ Tát. Đức Thế Tôn nói kệ: nguyện Thế Tôn thanh tịnh, có sức gia trì lớn, sơ địa đến thập địa, tam muội và quán đảnh. Bồ Tát đại tuệ bạch: bạch Thế Tôn, Phật dạy duyên khởi là tùy thuộc vào nguyên nhân sinh ra, không phải do một ngã thể làm phát sinh. Ngoại đạo cũng nói về tánh tự tại thù thắng, thời gian hay ngã phi trần, xin ơi các pháp, tại sao Đức Thế Tôn chỉ giải thích duyên khởi của các pháp bằng những từ ngữ khác, nhưng về mặt ý nghĩa thì không có khác? Bạch Thế Tôn, ngoại đạo cũng nói: do chủ thể tạo tác từ không sinh ra có. Thế Tôn cũng dạy: do nhân duyên nên tất cả pháp vốn không sinh mà sinh, sinh rồi trở về diệt. Như Phật đã dạy về gia minh, từ đó hành sinh khởi cho đến lão tử, học thuyết này không nguyên nhân, chứ không phải học thuyết có nguyên nhân. Thì Thế Tôn dạy thì cái này có thì cái kia có, nếu đây là sự kiến lập đồng thời chứ không phải hỗ tương tuần tự thì nghĩa này không đúng. Vậy thì ngoại đạo nói thắng tánh là chẳng phải Như Lai. Vì sao? Vì ngoại đạo nói nguyên nhân không từ duyên sinh mà có. Vì thế Thế Tôn dạy quả có liên hệ đến nguyên nhân, và nhân hiện tại liên hệ đến nhân. Như vậy dần dần dẫn đến sự sai lầm nghiêm trọng, khi nói cái này có thì cái kia có, đó gọi là vô hữu nhân. Đức Phật nói: này đại tuệ, ta nhìn thấu suốt vạn pháp hiện hữu, không gì khác hơn chính tại tâm hiện ra, và tánh năng thủ sở thủ, nên ta bảo cái này có thì cái kia có, chứ không phải cái học thuyết không có nhân và nhân duyên của ta phạm sai lầm. Này đại tuệ, nếu không thấu suốt tất cả vạn pháp hiện hữu, không gì khác hơn chính tại tâm hiện ra, nên chấp có năng tụ và sở thủ, chấp trước ngoại cảnh hoặc có hoặc không,
thì đó là một sai lầm, không phải là điều ta nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Và Thế Tôn, phải chăng vì có ngôn từ nên chắc chắn các pháp có mặt? Nếu không có các pháp thì ngôn từ nương vào đâu mà sinh khởi? Đức Phật bảo: Này Đại Tuệ, ngay cả khi không có các pháp cũng vẫn có ngôn từ, ví như lông rùa, sừng thỏ, người con của thạch nữ. Thực ra cái thứ ấy không hề có trên đời, vậy mà ngôn từ vẫn có. Này Đại Tuệ, cái thứ ấy không phải có, cũng không phải không có, nhưng được biểu hiện bởi ngôn từ. Này Đại Tuệ, như là ông nói, ngôn từ có ngôn từ nên có các pháp, lập luận này vô nghĩa. Này Đại Tuệ, không phải tất cả các Phật độ đều có ngôn từ. Ngôn từ chỉ là giả lập mà thôi. Này Đại Tuệ, có những cõi Phật, các ý tưởng được biểu thị bằng cách nhìn chăm chú, hoặc biểu hiện cách khác, hoặc nhíu mày, hoặc cử động bằng mắt, hoặc mỉm cười, hoặc ngáp, hay đằng thắng giọng, hoặc bằng nhớ nghĩ, hoặc bằng cử động, vân vân. Và những sự việc ấy để hiện thị pháp. Này Đại Tuệ, như thế giới bất thuấn, thế giới hiệu diệu hương, và trong cõi Phật Phổ Hiền Như Lai, chỉ chăm chú nhìn, không chớp mắt, mà làm cho các Bồ Tát đạt được vô sinh pháp nhẫn và được các tam muội hồ thắng. Này Đại Tuệ, chẳng phải do ngôn từ mà có các pháp. Các loài côn trùng như ông kiến trong thế giới này thì không có ngôn từ mà chúng vẫn làm được các việc của chúng. Đức Thế Tôn nói kệ: Ví như hư không, sừng thỏ và con của thạch nữ, không có, chỉ giả nói. Vọng chấp pháp cũng vậy, trong nhân duyên hòa hợp, người ngu sinh tưởng sinh khởi. Vì không hiểu lý này nên luân hồi ba cõi. Bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, chứ đâu mà họ nói âm thanh là thường hằng? Đức Phật bảo: Này Đại Tuệ, thì theo pháp sai lầm mà nói, đối với pháp vọng thánh nhân cũng biểu hiện như vậy, nhưng họ không điên đảo. Này Đại Tuệ, như một kẻ vô trí trong đời sinh ý tưởng điên đảo đối với sóng nắng, vòng lửa, bóng, tóc bay, lay thành kẻ tất bà, ảo ảnh, bóng trong gương. Nhưng nếu người có trí thì không như vậy, vì những ảo tưởng kia vẫn xuất hiện nơi họ. Này Đại Tuệ, khi có những pháp vọng này xuất hiện thì có vô lượng sự sai biệt, nhưng chẳng phải là vô thường. Vì sao? Vì nó lìa ý niệm hữu và vô. Vì sao lìa ý niệm hữu và vô? Vì tất cả người ngu có những sự hiểu biết khác nhau. Như nước sông Hằng, có kẻ thấy, kẻ không thấy. Ngạ quỷ không trông thấy nước sông Hằng, cho nên không thể nói có. Còn những chúng sinh khác lại trông thấy, cho nên không thể nói là không. Bậc thánh đối với pháp sai lầm là thoát khỏi kiến thức điên đảo. Này Đại Tuệ, sự sai lầm là thường hằng vì bản chất của nó không khác, cho nên chẳng phải những sự sai lầm được nhận thấy là bị khác biệt. Do phân biệt cho nên có sự khác biệt, thế nên thể của sự sai lầm này là thường. Này Đại Tuệ, vì sao sự sai lầm này được xem là chân thật? Vì đối với sai lầm này, người trí không khởi tâm điên đảo, không giữ kiến thức điên đảo. Đối với sự sai lầm mà có ít ý tưởng phân biệt thì chẳng phải là thánh trí. Có một ít ý tưởng đó, phải biết đây là lập luận của người ngu, chẳng phải lời bậc thánh nói. Này Đại Tuệ, khi sự sai lầm được phân biệt là điên đảo hay chẳng phải điên đảo, thì nó làm sinh khởi hai loại chủng tánh, đó là chủng tánh thánh trí và chủng tánh phàm phu. Này Đại Tuệ, chủng tánh thánh trí lại phân làm ba loại là thanh văn, duyên giác và Phật thừa. Này Đại Tuệ, chủng tánh thanh văn thừa sinh khởi như thế nào từ sự sai lầm mà người ngu phân biệt, đó là sự chấp trước về tướng chung và tướng đi. Này Đại Tuệ, chủng tánh duyên giác thừa sinh khởi như thế nào, đó là khi sự chấp trước về tướng chung và tướng riêng tách rời họ khỏi nơi ồn ào ồn náo. Này Đại Tuệ, chúng tánh Phật thừa thành tựu như thế nào, khi sự sai lầm này được bậc thánh phân biệt, đó là hiểu rõ tất cả chính tạng nơi tâm, thì sự hiện hữu và không hiểu của các đối tượng bên ngoài không còn phân biệt. Này Đại Tuệ, có những người ngu phân biệt sự sai lầm của các pháp, xác nhận rằng chắc chắn không khác,
từ đó hình thành chủng tánh của sinh tử. Này đại tuệ, trong sự sai lầm đó, bởi nhiều sự vật và sai lầm này không phải là sự vật và không phải không là sự vật. Này đại tuệ, sự sai lầm này khi được bậc thánh phân biệt về tâm ý ý thức như tập khí xấu, ba tự tánh năm pháp thì đó chuyển y, tức là những sai lầm này trở thành chân như, trở nên chân như sai lìa thức tâm. Câu này được ta trình bày rõ ràng, tức là từ bỏ phân biệt, nghĩa là loại trừ tất cả phân biệt. Bồ Tát Đại Tuệ thưa Bạch Thế Tôn, sự sai lầm là có hay không có? Đức Phật nói, như huyễn, không có tướng chấp trước, nghĩa là có và chưa đến. Tướng chấp trước nên không thể chuyển, đó là các duyên khởi, được hiểu theo ý nghĩa của đấng sáng tạo và các ngoại đạo thủ chủ trương. Bồ Tát Đại Tuệ thưa, nếu những sự sai lầm giống như huyễn thì từ đó nó sẽ là nguyên nhân của những sai lầm khác nữa. Đức Phật bảo Đại Tuệ, như huyễn không thể là nguyên nhân của hoặc, vì như huyễn không sinh ra những lỗi xấu khác, và do đó như huyễn không có sự phân biệt nào. Này Đại Tuệ, như huyễn sẽ sinh khởi khi có người nào đó dùng chú thuật mà gọi nó, chứ nó không có năng lực tập khí và phân biệt sai lầm. Thế nên huyễn sự không sinh lỗi xấu. Này Đại Tuệ, vọng hoặc này chỉ là tâm chấp trước của người ngu, chứ không phải của bậc thánh. Đức Thế Tôn nói kệ, bậc thánh không nói sai, không chân thật chính nó, do vọng tức là chân thật trong chính nó. Nếu rời sự sai lầm mà có tướng sân khởi, đây hoàn toàn sai lầm, như mắt lòa không thấy. Này Đại Tuệ, thấy các pháp không như huyễn, chẳng có tương tự, cho nên tất cả pháp như huyễn. Bồ Tát Đại Tuệ thưa, Bạch Thế Tôn, có phải vì vinh vào loại chấp trước các loại tướng như huyễn nên bảo rằng tất cả pháp như huyễn chăng, hay khác như thế đó mà có tướng chấp trước điên đảo? Nếu y theo sự chấp trước các tướng như huyễn thì bảo rằng tất cả pháp cũng như huyễn. Bạch Thế Tôn, không phải tất cả pháp đều như huyễn. Vì sao? Vì các sắc tướng được trông thấy đều có nguyên nhân. Bạch Thế Tôn, nếu các sắc tướng hiện ra như huyễn hoàn toàn không có nguyên nhân, vì thế cho nên Bạch Thế Tôn không thể bảo rằng dựa vào sự chấp trước các tướng như huyễn để nói tất cả pháp đều như huyễn tương tự. Đức Phật nói là Đại Tuệ, không phải dựa vào sự chấp trước tất cả các tướng như huyễn mà cho rằng tất cả sự vật như huyễn. Này Đại Tuệ, do tất cả sự vật không thật và biến mất nhanh chóng như một ánh chớp, cho nên gọi là như huyễn. Này Đại Tuệ, phải như ánh chớp vừa thấy xong liền biến mất, được biểu hiện cho người ngu trong thế gian để thấy tất cả các pháp hiện hữu dựa vào tướng chung và tướng riêng theo sự phân biệt của tự tâm, do không chẳng biết về vô sở hữu mà có chấp trước sai lầm đối với các sắc tướng. Đức Thế Tôn nói kệ, huyễn không phải không thật, còn không có các pháp không thật nhanh như chớp, được xem giống như huyễn. Lúc bấy giờ là Bồ Tát Đại Tuệ lại bạch, Bạch Thế Tôn, trước kia Phật dạy rằng tất cả các pháp đều vô sinh và giống như huyễn, phải chăng có điều mâu thuẫn giữa câu trước và câu sau? Đức Phật nói, này Đại Tuệ, hoàn toàn không có sự mâu thuẫn. Vì sao? Vì sinh tức là vô sinh. Người ta nhận thấy tất cả sự hiện hữu chính tại nơi tâm, và tất cả pháp bên ngoài có hay không thì chúng được trông thấy là vô tánh, vốn vô sinh. Thế nên này Đại Tuệ, để cắt bỏ ý nghĩa sinh, sự sinh do những nhân duyên của ngoại đạo, nên ta nói các pháp đều không sinh. Này Đại Tuệ, các ngoại đạo là một tập thể mê lầm, họ cùng cho rằng tất cả pháp do từ sự sinh của hữu và vô, mà không nhìn nhận sự sinh ấy bởi chấp trước vào duyên khởi từ phân biệt nơi tâm. Này Đại Tuệ, ta bảo rằng các pháp là phi hiện hữu, do vô sinh cho nên gọi là vô sinh. Này Đại Tuệ, giáo lý về các pháp là để làm cho các đệ tử của ta công nhận khẳng định rằng do các nghiệp mà nhận lấy sinh tử, và ngăn chặn kiến giải vô hữu đoạn diệt của các chúng sinh. Này Đại Tuệ, do lấy dạy về các pháp tướng cũng như huyễn là để làm cho gạt bỏ tướng tự tánh của các pháp, là những kẻ phàm phu bị rơi vào kiến thức sai lầm, dục vọng, không biết rằng mọi sự hiện hữu không gì khác hơn chính là cái tâm.
để làm cho họ xa lìa sẽ cho chức vào nguyên nhân nhân duyên tướng sân khởi. Nên ta nói tất cả các pháp như ảo ảnh, như giấc mộng, các phàm phu kia vì chấp vào những tư tưởng sai lầm, chữa trẻ tự mâu thuẫn với chính mình, với cả người khác, vì họ không thấy được tất cả các sự vật đúng thật như các sự vật. Này đại tuệ, người thấy được tất cả các sự vật đúng thật như các sự vật, nghĩa là đã liễu đạt rằng không có gì được trông thấy ngoài cái tâm. Đức Thế Tôn lập lại bằng lời kệ: vô tác nên vô sinh, có pháp tức sinh tử, thấy rõ như huyễn mộng, không phân biệt cái tướng. Này đại tuệ, ta sẽ giải thích các đặc tính của danh thân, cú thân và văn thân. Các Bồ Tát quán sát cái tướng này sẽ thông suốt ý nghĩa ấy, mà chống đạt tuệ giác vô thượng và có thể khai ngộ cho tất cả chúng sinh. Này đại tuệ, danh thân nghĩa là sự, là dựa vào sự để lập danh. Danh tức là thân, đây là thân của một tôn gọi. Cú thân nghĩa là nêu lên nghĩa để xác định cú cánh, đây gọi là cú thân. Danh thân và cú thân nghĩa là sự trọn vẹn được diễn tả trong câu. Danh thân nghĩa là một chữ hay một cái tên, mỗi chữ khác nhau, như từ chữ A cho đến chữ H. Văn thân nghĩa là một âm tiết dài, ngắn, cao, thấp. Lại nữa, về cú thân, người ta có được ý niệm về nó từ những dấu chân để lại trên đường của loài người và các loài vật. Danh thuộc về bốn uẩn vô sắc, các danh được tạo như nên như vậy. Danh nghĩa là tự tướng của danh, do đó mà danh được hiện bày, đây là ý nghĩa của một danh cú, danh thân. Ông nên nỗ lực tu học để hiểu rõ các từ danh cú và văn thân này. Đức Thế Tôn lặp lại bằng kệ tụng: danh thân và cú thân do mọi chữ khác biệt nên phàm phu chấp trước như voi lún bùn sâu. Này đại tuệ, trong tương lai có những người ngu si suy luận sẽ lầm và thiếu trí thức, sẽ lìa pháp như thật, như giống và khác, câu hữu và bất câu hữu. Hỏi những người trí thì họ trả lời rằng đây không phải là điều đáng hỏi, mà điều đáng hỏi là có phải sắc và vô thường là khác hay không khác. Ở đâu cũng vậy, niết bàn và các uẩn, năng tướng và sở tướng, y và sở y, tạo tác và sự tạo tác, sở kiến và năng kiến, đất đai và vi trần, trí thức và bậc trí được xem là khác nhau hay không khác. Những câu hỏi như vậy cứ liên tục dần dần từ cái này đến cái kia không dứt. Đức Thế Tôn cắt ngang và không trả lời những kẻ ngu si thiếu trí tuệ, không thể hiểu biết lời Phật dạy. Đức Phật muốn làm cho họ sơ là lìa nơi sợ hãi, nên không giải thích những điều ấy. Này đại tuệ, Thế Tôn nêu không nêu lên những điều ấy vì muốn làm cho hàng ngoại đạo vĩnh viễn rời xa những kiến giải sai lầm của họ. Này đại tuệ, các nhà ngoại đạo chấp có đấng sáng tạo nên tuyên bố rằng mạng tức là thân, hay mạng với thân khác nhau. Họ nêu lên những vấn đề ấy gọi là luận vô ký. Này đại tuệ, vì hàng ngoại đạo ngu si mê muội nên nói luận vô ký, chẳng phải trong giáo pháp của ta đã nói. Nên xa lìa năng thủ và sở thủ, không khởi phân biệt thì làm sao có thể dừng lại được. Này đại tuệ, đối với những người chấp trước năng thủ và sở thủ, không hiểu rõ mọi hiện hữu, chỉ thấy được, chỉ được thấy chính tại tâm, thì điều ấy phải được dừng lại. Này đại tuệ, chư Phật Như Lai dùng bốn cách hỏi và đáp để dạy pháp cho chúng sinh. Này đại tuệ, luận chỉ ký ta sẽ nói vào dịp khác, vì hiện nay căn tính của họ chưa được thuần thục nên ta chưa nói. Này đại tuệ, vì sao tất cả pháp không sinh? Vì không có sự tạo tác, còn đối tượng tạo tác và người tạo tác. Vì sao tất cả pháp không có tự tánh? Vì khi chúng được quán sát bằng trí tự chứng thì không hề thấy những tướng chung mà tướng riêng. Vì sao tất cả pháp không đến và không đi?
vì các tướng chung và tướng riêng không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu. Vì sao? Vì tất cả pháp không bị tiêu diệt, nghĩa là tướng của tất cả pháp không có tánh, giai chẳng thể nắm bắt. Vì sao? Tất cả pháp đều vô thường, vì sự sinh khởi của các tướng có tính chất không thường hằng. Vì sao tất cả pháp là thường hằng? Vì sự sinh khởi của các tướng, tức là không sinh khởi, không có sở hữu. Vậy tất cả pháp thường hằng vì tánh của nó là vô thường, thế nên ta gọi tất cả pháp là thường hằng. Thế Tôn lập lại bằng kệ tụng, xác định và hỏi ngược, phân biệt và không đắc là bốn cách giải thích chinh phục các ngoại đạo. Số luận và thắng luận gọi sinh hữu phi hữu, những gì họ tuyên bố đều không ghi nhận được. Khi dùng trí quán sát, tự tánh chẳng nắm bắt, do đó không thể nói vì vật không tự tánh. Lúc bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ Bạch Thế Tôn sẽ tôn dạy cho con về tướng sai khác của Tu Đà Hoàng, về trạng thái khác nhau của hạnh quả Tu Đà Hoàng. Từ đó con và các chúng Bồ Tát đều được nghe ý nghĩa ấy mà tuần tục với Tu Đà Hoàng, hiểu các phương tiện được thiện xảo, cái công hạnh của các quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Sau đó chúng con sẽ giảng pháp cho tất cả chúng sinh, làm cho họ chứng đắc hai pháp vô ngã và diệt trừ hai chướng ngại. Dần dần chúng con sẽ sống thông đạt các cảnh giới của Bồ Tát Địa Vị, đạt đến cảnh giới trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai. Chúng con như viên ngọc mang đi muôn màu chiếu sáng khắp nơi, mang lại nhiều đỡ tốt đẹp cho tất cả chúng sinh. Đức Phật bảo: Thầy hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ nói. Bồ Tát Đại Tuệ thưa: Vâng Bạch Thế Tôn, con xin nghe. Đức Phật bảo: Này Đại Tuệ, các Tu Đà Hoàng và Tu Đà Hoàng quả có ba loại khác nhau theo thứ tự thấp, vừa và cao. Này Đại Tuệ, những người thuộc loại thấp sẽ sinh tối đa 7 lần ở trong các cõi, những loại vừa sẽ sinh tối đa từ 3 đến 5 lần, những người bậc cao sẽ đạt niết bàn ngay trong lần sinh này. Này Đại Tuệ, ba hạng người này đoạn được ba cách xử, đó là thân kiến, nghi kiến và giới cấm thủ. Cảnh giới cao tột thù tán lạc tiến đến quả A La Hán. Này Đại Tuệ, thân kiến có hai loại: một, công sinh; hai, phân biệt. Như nương vào duyên khởi nên có tánh vọng chấp. Này Đại Tuệ, với như tùy theo tánh duyên khởi cho nên sinh khởi những tánh chấp và vọng tưởng, và pháp ấy chỉ là tướng phân biệt sai lầm, không phải hữu, không phải là phi hữu, cũng không phải hữu và phi hữu. Nó bị cạn oxy chấp chặt, cũng như con thú khát nước mê lầm tưởng sống đáng là nước. Đây là cái thấy phân biệt thuộc về ngã tánh, không có trí tuệ tương ứng. Khá dài, người thấy vô ngã tức thời xa lìa. Này Đại Tuệ, câu sinh thân kiến, khi đem cái thân thể của chúng ta để quan sát thì chúng ta thấy rằng nó gồm thọ và bốn uẩn kia, không có sắc tướng. Thế nên sắc được sinh khởi từ các đại, cái đại này hội tương nhân với nhau nên không có sắc nào có tập cả. Quan sát như vậy rồi hạ thân văn hiểu rõ ý niệm và hữu và vô tức thời xả ly. Vì cái thấy về thân được xả ly cho nên tham không sinh, đây gọi là cái thấy về thân kiến. Này Đại Tuệ, tướng của nghi đối với pháp để thể nghiệm và thông hiểu tướng, đoạn ngay sự phân biệt về hai thân kiến ở trước đối với các pháp thì nghi không còn sinh. Đối với vị thầy nào khác tưởng là đại sư, là tịnh hay bất tịnh, đây gọi là tướng nghi. Này Đại Tuệ, tại sao Tu Đà Hoàng không có giữ giới cấm? Vì họ thấy đoạn tướng khổ của nơi đang sống nên họ không chấp giữ. Chấp giữ giới cấm là gì? Những người ngu ở trong các cõi vì tham đắm những an lạc tầm thường mà giữ giới khổ hạnh để mong cầu được sinh nơi cõi giới. Còn bậc Tu Đà Hoàng thì không chấp tướng này, họ chỉ hướng đến sự chứng đắc cao vời vô lậu và pháp vô phân biệt. Đây là các tu hành giới phẩm và giới cấm thủ. Này Đại Tuệ, bậc Tu Đà Hoàng sẽ bỏ ba cất xử cho nên từ bỏ tham sân si. Bồ Tát Đại Tuệ Bạch Đức Thế Tôn đã dạy có nhiều loại tham, loại tham nào cần phải loại bỏ? Đức Phật nói: Là Đại Tuệ, hãy loại bỏ tham dục và sự ràng buộc của nữ sắc. Phải biết đó là niềm vui nhất thời trong hiện tại, nhưng đau khổ ở đời sau.
Bậc Tu Đà hoàn an lạc cao vời trong thiền định. Do đó, họ loại bỏ tham dục mà không gạt bỏ sự mong cầu niết bàn. Này đại tuệ, thế nào là quả vị tư đà hàm, nghĩa là không rõ hình sắc mà khởi ra phân biệt về sắc. Họ sinh trở lại cuộc đời một lần nữa, rồi khéo tu thiện hạnh nên chấm dứt kiếp khổ mà chứng niết bàn. Đây là quả vị tư đà hàm. Này đại tuệ, thế nào là quả vị a đà hàm, nghĩa là tuy còn thấy các đối tượng về sắc khởi ra hữu hay vô trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng sự phân biệt không sinh khởi những sai lầm và tùy miên, bởi vì xả bỏ những cách xử không bao giờ trở lại nữa, đây gọi là a la hàm. Là đại tuệ, a la hán là những vị đã đạt được các thiền định tam muội, giải thoát năng lực thần thông, ở bệnh viện đoạn tận phiền não khổ đau và phân biệt, đây gọi là a la hán. Bồ Tát Đại Tuệ thưa Đức Thế Tôn, dạy có ba loại A-la-hán: một, hướng thẳng đến Niết Bàn; hai, thoái nguyện Bồ Đề; ba, như Phật biến hóa. Ở đây chỉ cho loại nào? Đức Phật bảo, này Đại Tuệ, từ A-la-hán nhằm chỉ cho vị hướng đến Niết Bàn, chứ chẳng phải các bậc khác. Này Đại Tuệ, còn hai bậc kia, đó là những vị đã từng phát nguyện phương tiện thiện xảo và đã trang nghiêm cho chúng hội chư Phật, nên họ thể hiện sinh ở đó. Này đại tuệ, đối với chỗ sai lầm nói ra các loại pháp, tức là vượt khỏi những tính chất như sự đắc quả các thiền định và thiền giả, họ biết rằng những gì hiện hữu được trông thấy từ chính cái tâm. Này đại tuệ, nếu hàng tôi đồng hành nghĩ rằng ta cách ly các mối cách xử, như vậy họ sẽ phạm hai lỗi, nghĩa là họ bị rơi vào chấp ngã và không đoạn trường được các cái xử. Này đại tuệ, những ai muốn vượt khỏi các thiền định, các vô lượng và cò vô sắc thì phải lìa bỏ các hình tướng và sự thấy do tự tâm. Này đại tuệ, ta muội tưởng thọ diệt vượt ngoài sự thấy của tâm và cảnh ấy không đúng, vì không có gì ngoài tâm mà có. Đức Thế Tôn nói kệ: các thiền và vô lượng, bốn sắc, bốn ma đề, cho đến diệt thọ tưởng, ngoài tâm không thể có, quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Các bậc thánh như thế đều nương tâm phân biệt thiền và đối tượng thiền, đoạn hoặc thấy chân lý, không đâu ngoài vọng tưởng, biết rõ thì giải thoát. Này đại tuệ, có hai loại trí giác: loại trí có chức năng quán sát và loại trí kiến lập bởi sự chấp trước và những ý tưởng phân biệt. Trí quán sát nghĩa là quán sát tất cả pháp, lìa tứ cú thì chẳng thể nắm bắt. Tứ cú nghĩa là giống và khác, có hữu, bất có hữu, hữu và vô, thường và vô thường. Đối với các pháp đều xa lìa tứ cú này, thế nên bảo rằng tất cả pháp đều xa lìa. Này đại tuệ, ông nên tu học và quán sát các pháp như vậy. Thế nào là trí kiến lập và sự chấp trước phân biệt chấp tưởng? Đó là những ý tưởng sinh khởi phân biệt sai lầm và chấp trước vào những tính chất của đại chúng, nơi tính rắn, tính ướt, hơi ấm, tính chuyển động, dùng tông chân chủ và kiến lập một cách sai lầm. Đây gọi là trí kiến lập bởi sự chấp trước vào những ý tưởng phân biệt. Đó là hai tướng trí giác. Để Bồ Tát nào nhận biết trí tướng này, tức là thông đạt nhân và pháp là vô ngã, sự hiểu biết về trí vô tướng trở nên thuần tục với cấp độ quán sát khéo léo, sẽ nhập sơ địa Bồ Tát để tìm già được 100 tam muội. Nhờ sức tam muội cao vời, có thể sẽ thấy 100 đức Phật, 100 vị Bồ Tát. Nhờ biết sự việc của 100 kiếp trước và sau, hào quang chiếu sáng 100 thế giới Phật, các vị sẽ thấy biết rõ các tướng trạng của cảnh giới cao hơn do nguyện lực cao cả. Các vị biến hiện tự tại đến cảnh giới pháp vân địa, được nhận pháp quán đảnh vào nơi Phật địa, được mười nguyện vô tận để giáo hóa chúng sinh thành tựu. Các vị ứng hiện bằng nhiều cách mà không ngưng nghỉ, thường an trú trong an lạc cao vời, đã cảnh giới tam muội tự giác. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát phải khéo nhận biết về các sắc do bốn đại chúng tạo ra. Nhận biết như thế nào?
Này, đại tuệ các đại Bồ Tát nên biết rằng, các đại chúng đó là chân thật, bất sinh, ba cõi không có gì ngoài sự phân biệt và được hiện hữu tại tâm. Còn những đối tượng bên ngoài không là hiện thực. Quan sát như thế thì những sắc do đại chúng tạo ra đều có tính chất vượt ra ngoài tứ cố, vô ngã, và những gì thuộc về ngã an trú nơi chân thật được hình thành bằng trạng thái vô sinh. Này đại tại các sắc do đại chúng tạo ra là gì? Đó là sự phân biệt sai lầm đại chúng ẩm ướt thành thủy giới bên trong và bên ngoài. Đại chúng hơi nóng mạng sinh ra lĩnh vực lửa bên trong và bên ngoài. Đại chúng phiêu động mạnh sinh ra lĩnh vực gió bên trong và bên ngoài. Đại chúng phân đoạn sắc sinh ra lĩnh vực đất bên trong và bên ngoài. Xa lìa hư không do việc kiến chấp vào những sự thật không đúng mà có sự tích tụ của năm uẩn làm cho sắc cho các đại chúng sinh khởi. Này đại tuệ thức khi chấp trước và những cảnh giới nhân loại ngôn thuyết làm nhân sinh khởi, cho nên liên tục họ sinh ở các niệu, ở trong các niệu khác. Này đại tuệ sắc do địa chủng tạo ra có nhân của đại chủng, chẳng phải bốn đại chủng là nhân của đại chủng. Vì sao? Vì nếu có pháp là có hình tướng, đó là sự tạo tác chứ không phải không có hình tướng. Này đại tuệ tướng của sắc do các đại chủng tạo ra là những phân biệt của hàng ngoại đạo chứ không phải học thuyết của ta. Này đại tuệ, ta sẽ giảng về thể tướng của năm uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Này đại tuệ, sắc là những gì được tạo thành từ bốn đại và chúng đều có tướng khác nhau. Thọ chẳng phải là sắc. Này đại tuệ, sắc chẳng phải là các uẩn, chúng như hư không, không có tính là bốn được. Này đại tuệ, ví như hư không vượt ra ngoài tướng đi đến, nhưng vì sự phân biệt mà hư không được gọi như vậy, chẳng phải riêng sắc mà uẩn cũng lại như vậy. Chúng vượt ra khỏi sự tính toán vì không có tướng trạng, vượt ra ngoài hữu và vô, vượt ra ngoài tư cú. Đối với người ngu thì có sự đi đến, và người trí thì không. Người trí chỉ nói sự cấu trúc của năm uẩn như huyễn, chỉ là giả thiết, không có khác và không khác. Chúng giống như giấc mộng, như ảnh tượng, không có bản chất nào khác hơn. Và chúng làm trở ngại cảnh giới của thánh trí, cho nên thấy sự phân biệt các uẩn nơi hiện tại. Đây gọi là tứ tự tánh của các uẩn. Này đại tuệ, ông nên loại bỏ sự phân biệt này. Và khi đã loại bỏ rồi thì thầy hãy nói về pháp tịch tỉnh, đoạn trừ những kiến giả của hàng ngoại đạo. Do đó giáo lý vô ngã của các pháp được thanh tịnh, ông sẽ nhập viện hành địa. Địa thứ bảy, thành tựu vô lượng tam muội tự tại, đặc ý sinh thân. Ông sẽ thể chứng tam muội như huyễn, đầy đủ thần thông tự tại, là nơi nương tựa của khắp quần sinh, giống như mặt đất vậy. Hôm nay đại tuệ có bốn loại niết bàn. Bốn loại ấy là gì? Một, niết bàn được đạt được khi tự tánh của các pháp là vô tánh. Hai, niết bàn đạt được khi những tự tướng của tất cả các pháp là vô tánh. Ba, niết bàn đạt được khi có sự phân biệt, có sự nhận biết về tánh tự tướng là vô tánh. Bốn, niết bàn đạt được khi đoạn tận được các uẩn và tánh liên tục của tướng chung tướng riêng. Này đại tuệ, bốn loại niết bàn này là nghiệp của ngoại đạo, không chứ không phải giải pháp của ta. Này đại tuệ, theo giải pháp của ta thì sự diệt, thì diệt sự phân biệt của thức và đối tượng gọi là niết bàn. Này Bồ Tát đại tuệ thưa, có phải Đức Thế Tôn đã không kiến lập tánh thức đó sao? Đức Thế Tôn đáp, ta có kiến lập. Bồ Tát đại tuệ thưa, nếu có kiến lập thì tại sao Thế Tôn chỉ nói diệt tận ý thức mà không diệt tận bài thức kia? Đức Phật bảo, này đại tuệ, lấy ý thức làm nhân và làm chỗ y cứ thì bài thức được sinh khởi.
Này đại tuệ ý kiến thức phân biệt cảnh giới thì khởi ra chấp trước, sinh ra các tập khí và nuôi dưỡng a lại gia. Do đó ý niệm về cái ngã thì những tùy thuộc của ngã, nó chấp chặt về suy tưởng về ý niệm ấy, nó không có thể tướng riêng biệt, thì thức a lại gia làm nhân, làm chỗ y cứ của nó. Vì cảnh giới hiện hữu tại tâm và được chấp trước như thế, nên tâm tích tụ sinh khởi, chỉ biến làm nhân dẫn lẫn nhau. Là đại tệ với như sóng biển, cảnh giới hiện hữu tại tâm bị cơn gió đối tượng thổi vào mà có sinh diệt và diệt. Vì thế khi ý thức diệt, vậy thức cũng bị diệt. Đức Thế Tôn nói kệ: ta không dùng tự tánh cho đến tướng tạo tác, cảnh thức phân biệt dứt, như thế nói niết bàn. Mạt na làm nhân tâm, tâm là cảnh với ý, làm nhân chỗ nương tựa. Các ý thức trị sinh như dòng nước dòng lớn chảy, không bị sóng khuấy động. Như vậy ý thức diệt, tất cả thức con sinh. Này đại tuệ, ta sẽ nói cho ông biết về tướng khác nhau của tự tánh vọng tưởng, làm cho ông và các Bồ Tát khéo hiểu nghĩa này, để vượt qua các vọng tưởng, chứng cảnh thánh trí. Cũng như biết pháp của ngoại đạo, các vị sẽ xa lìa các phân biệt như năng thủ và sở thủ. Ở trong các tướng y tha khởi, không sinh các tướng về sự chấp trước của vọng tưởng. Này đại tuệ, thế nào là tướng khác nhau của tự tánh vọng tưởng? Đó là nói về những phân biệt. Một ngôn từ, hai ý nghĩa, ba các đặc tướng, bốn tài sản, năm tự tánh, sáu nguyên nhân, bảy kiến giải, tám lý luận, chín sinh, mười bất sinh, 11 tùy thuộc, 12 là ràng buộc và giải thoát. Này đại tuệ, đây là tướng khác nhau của tự tánh vọng tưởng. Sự phân biệt về ngôn từ là gì? Đó là chấp và những từ hoa mỹ, những giọng điệu ngọt ngào. Đây là sự phân biệt về mặt ngôn từ. Sự phân biệt về ý nghĩa là gì? Nghĩa là chấp có. Như sự việc đã nói, đó là các ngôn từ sinh khởi tùy thuộc vào sự diễn đạt mà người ta xem là sự chứng đạt của thánh trí. Đây gọi là phân biệt về ý nghĩa. Sự phân biệt về các đặc tướng là gì? Nghĩa là tưởng tượng. Những gì được ngôn từ diễn tả thành ra nhiều đặc tướng, như tưởng tượng của con thú bị khác và chấp vào đó mà phân biệt có tính rắn, chắc, tính lỏng, tính ấm, tính động. Đây gọi là sự phân biệt về các đặc tướng. Sự phân biệt về tài sản là gì? Nghĩa là muốn cố giữ những vàng bạc và nhiều loại ngọc quý mà khởi ra ngôn tiếp. Đây gọi là sự phân biệt về tài sản. Sự phân biệt về tự tánh là gì? Nghĩa là phân biệt theo những kiến giải sai lầm về tự tánh của các pháp và quyết định rằng không còn cách nào khác. Đây gọi là sự phân biệt về tự tánh. Sự phân biệt về nguyên nhân là gì? Nghĩa là phân biệt nơi nhân duyên và hữu và vô, và tưởng rằng có tướng duyên nguyên nhân này sinh khởi, để gọi là sự phân biệt về nguyên nhân. Sự phân biệt về kiến giải là gì? Nghĩa là những kiến giải sai lầm của hàng ngoại đạo, chấp chặt về ý niệm hữu vô đồng dị, câu hữu bất câu hữu. Đây gọi là phân biệt về kiến giải. Sự phân biệt về lý luận là gì? Nghĩa là chấp vào ý niệm ngã hữu và những gì thuộc về ngã hữu mà khởi ra ngôn thuyết. Đây gọi là phân biệt về lý luận. Sự phân biệt về sinh là gì? Nghĩa là bị ràng buộc vào các ý niệm và các pháp được sinh ra hay mất đi tùy theo nhân duyên. Đây gọi là sự phân biệt về sinh. Sự phân biệt về bất sinh là gì? Nghĩa là chấp rằng tất cả các pháp từ xưa đến nay là vô sinh, các duyên vốn không có mà trước hết có bản thể, chứ không có từ nhân duyên sinh khởi. Đây gọi là sự phân biệt về bất sinh. Sự phân biệt về sự tùy thuộc là gì? Nghĩa là sự tùy thuộc hỗ tương cái này với cái kia, như kim và sợi chỉ. Đây gọi là sự phân biệt về sự tùy thuộc. Sự phân biệt về trói buộc và giải thoát là gì? Hay là chấp vào nguyên nhân bị trói buộc bởi có cái gì đó bị trói buộc. Như một người lấy sợi dây và dùng sức phương tiện cuột một cái gút hay tháo nó ra. Đây gọi là sự phân biệt về trói buộc và giải thoát. Này đại tuệ, đây là tướng sai khác của tánh chấp trước sai lầm mà những cái phần phu chấp vào đó
hoặc có hoặc không. Này đại tuệ, những ai bị ràng buộc trong lý duyên khởi thì bị ràng buộc vào những tự tánh vọng tưởng, cũng như thấy nhiều đối tượng tùy thuộc vào như huyễn. Nhưng chính những vật như vậy là bị người ngu phân biệt thành ra khác hơn là như huyễn. Này đại tuệ, như huyễn cùng những vật khác không phải khác, cũng không phải một, nếu chúng là khác thì chính những vật đó không có nguyên nhân như là như huyễn. Nếu chúng là một thì như huyễn là cái đối vật không sai biệt, như việc cái thái sai biệt, cho nên chẳng phải khác cũng chẳng phải không khác. Này đại tuệ, ông và các đại bồ tát không nên mê chấp vào ý niệm như huyễn và hữu và vô. Đức Thế Tôn nói kệ, tâm bị cảnh trói buộc, giác tượng trí chuyển theo nơi cao vời vô tướng, sinh trí tuệ bình đẳng. Thế vọng chấp là có, đối duyên khởi thì không, mê muội chấp sai lầm, duyên khởi liền phân biệt, bao nhiêu chi phần sinh, như huyễn không thật có, tuy hiện nhiều loại tướng, vọng phân biệt thì không, tướng kia là sai lầm, từ tâm ràng buộc sinh. Người vọng chấp không hiểu phân biệt pháp duyên khởi, có vô số vọng chấp phân biệt trong duyên khởi. Tục đế đệ nhất nghĩa, thứ ba không nhân sinh, vọng chấp thuộc tục đế, đoạn tất cảnh giới thánh, như người tu quán hạnh từ một hiện vô số, thật không có gì cả. Vọng tưởng thấy như vậy, mắt bệnh thấy nhiều vật, vọng tưởng thấy nhiều màu, không sắc không chủ sắc, không rõ duyên khởi vậy, như vàng không bụi cống, như nước không đục dơ, như bầu trời không mây, sạch vọng tưởng cũng vậy, không có tánh chấp sai. Nếu có do duyên khởi, kiến lập và phỉ báng, phân biệt đều đoạn gì, nếu không tánh vọng chấp mà duyên khởi hiện hữu. Cái pháp, pháp không nhưng pháp có, pháp từ có từ không sinh, do vọng chấp vào nhân mà duyên khởi hiện hữu, nhân tướng thường nối kết mà và vọng tưởng sinh khởi, do duyên khởi nương vọng không bao giờ toàn hảo. Khi tự ngã thanh tịnh gọi là đệ nhất nghĩa. Vọng tưởng có 12 và 6 loại duyên khởi, từ chứng cảnh chân như, nó không có sai biệt. Năm pháp là chân thật, ba tự tánh cũng vậy. Người tu hành hiểu vậy thì không vượt chân như, khi nơi tướng duyên khởi, những danh xưng vọng tưởng, tưởng các vọng tưởng kia đều có duyên, nhân duyên khởi, trí tuệ khéo quan sát, không duyên không vọng tưởng. Trong chân thật không vật là sơ sinh phân biệt, thành đâu có kiến thành thì không còn hữu vô. Đã xa lìa hữu vô, làm sao có hai tánh? Vọng tưởng có hai tánh được thiết lập. Các kiến giải phân biệt, trí giải đạt thanh tịnh, vọng tưởng nhiều loại tướng. Phân biệt trong duyên khởi, nếu phân biệt khác đi, tức rơi luận ngoài đạo, những gì thấy từ vọng tiếp tục là hư vọng. Ai rời hai chấp này, đó là pháp chân thật. Bồ Tát Đại Tuệ bạch, Bạch Thế Tôn, xin không dạy cho con hành tướng của tự chúng thánh trí và hành tướng nhất thừa. Nhờ đó mà con và các Bồ Tát được thông thạo hai pháp này, có thể ở trong giáp pháp Phật được chứng ngộ, mà không phải tùy thuộc vào ai khác. Đức Phật nói, hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho thầy. Bồ Tát Đại Tuệ thưa, vâng Bạch Thế Tôn. Đức Phật nói, này Đại Tuệ, Bồ Tát y theo các thánh giáo không có sự phân biệt thì hãy độc cư nơi thanh vắng, quán sát chính mình, không dựa vào một ai khác để chứng ngộ. Gạt bỏ những kiến giải phân biệt, tinh tấn nỗ lực dũng tí để nhập vào Như Lai địa. Người tu hành như vậy gọi là hành tướng của tự chứng thánh trí. Thế nào gọi là hành tướng của nhất thừa? Đó là nhận biết và theo nghiệm con đường nhất thừa. Con đường của nhất thừa được phân biệt như thế nào? Sự nhận biết về nhất thừa đạt được khi không có phân biệt và gạt bỏ ý niệm năng chấp và sở chấp, trú trong như thật. Là đại tuệ, con đường nhất thừa này ngoại trừ Đức Như Lai ra thì không có một ngoại đạo, nhị thừa, phạm thiên vương hay một ai khác có thể đạt được. Bồ Tát Đại Tuệ bạch Bạch Thế Tôn, vì sao nói có ba thừa mà không nói có nhất thừa? Đức Phật nói, này Đại Tuệ, không có giải pháp nào mà nhờ đó thanh văn chuyên giác có thể tự chứng niết bàn, nên ta không nói nhất thừa. Vì họ chỉ dựa vào lời dạy của Như Lai giáo hóa cho sai lìa như vậy, tu hành để đạt được giải thoát, chứ họ không tự chứng đắc.
Gia Lai các thanh văn duyên giác này chưa trừ diệt được chướng ngại của trí thức và tập khí của nghiệp, chưa chứng ngộ cái vô ngã của các pháp và chưa hiểu được sự biến dịch sinh tử khó nghĩ bàn. Thế nên ta chỉ giảng dạy cho họ pháp ba thừa. Nếu họ đoạn trừ được tất cả tập khí lỗi lầm, hiểu được vô được sự vô ngã của các pháp, khi ấy họ sẽ thoát khỏi sự nấm say nơi tam muội và giác ngộ cảnh giới vô lậu, vượt ra ngoài thế giới siêu việt, và ở trong cảnh giới vô lậu từ các công đức họ sẽ thu nhận đầy đủ tất cả mọi thứ và đạt được pháp thân tự tại chẳng thể nghĩ bàn. Đức Thế Tôn nói kệ thiên thừa và phạm thừa, thanh văn chuyên giác thừa, chư Phật Như Lai thừa. Ta nói các thừa ấy bao giờ có tâm khởi, các thừa chưa có cái tâm kia có đột biến, không thừa không ai nhập, không kiến lập các thừa, ta nói là nhất thừa. Để giáo hóa kẻ ngu, nói các thừa khác nhau có ba loại giải thoát vượt qua các phiền não cho đến pháp vô ngã, vì trí bình đẳng giải thoát. Ví như gỗ trong biển nổi trôi theo làn sóng, tâm thanh văn cũng vậy, bị gió tướng lay chuyển, thoát khổ còn phiền não và tập khí ràng buộc, đắm say rượu tham muội, trú nơi cõi vô lậu, để cứu cánh không đạt cũng không bị thoái chuyển, đạt được thân tam muội kiếp ba không giác ngộ. Ví như người say rượu tỉnh táo sau cơn say, thanh văn cũng như vậy, tỉnh giác sẽ thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 3. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên nền bốn ân nặng chiếu phước của ba đường. Nếu có ai thấy nghe được các tâm bồ đề, mong báo thân này sẽ được cõi cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đại đường đại bi tất dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô